Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, Trong Phước Anna Katharina Emmerich là một nhà thần bí người Đức. Chị mang những vết thương thánh Chúa Giêsu. Sau đây là lời kể của chị. Khoảng 4 năm trước, khi nhận được vào tu viện vào năm 1798, lúc đó tôi đang ở trong nhà thờ của dòng tên. Khoảng 12 giờ trưa, tôi đang quỳ trước một cây thánh giá và đang suy niệm. Bỗng dưng, tôi cảm thấy một luồng nóng mạnh mẽ nhưng dịu dàng ở trong đầu của tôi. Rồi tôi thấy Chúa Giêsu trong hình dáng một người thanh niên trẻ, mặc áo ánh sáng. Ngài đến bên tôi từ phía bàn thờ, nơi có thánh thể Chúa được cất giữ ở nhà tạm. Nơi bàn tay trái của Ngài là một triều thiên đầy hoa, và nơi bàn tay phải của Ngài là một mão gai. Ngài hỏi xem tôi muốn chọn vòng hoa nào, và tôi đã chọn mão gai. Ngài bèn đặt mão gai trên đầu tôi, và tôi dùng hai tay ấn mạnh mão gai cho cắm sâu vào đầu mình. Thế rồi Chúa Giêsu biến đi, và tôi cảm thấy một sự đau đớn mạnh mẽ ở chung quanh đầu mình. Tôi bắt buộc phải rời nhà thờ, vì nhà thờ cũng gần đến giờ đóng cửa. Khi ấy có một người bạn quỳ gần tôi. Tôi bèn hỏi xem chị ấy có thấy điều gì xảy ra cho tôi không. Khi về đến nhà, tôi cũng hỏi xem chị ấy có thấy vết thương trên trán tôi không. Tôi kể cho chị nghe về thị kiến của tôi và sự đau đớn mà tôi phải chịu sau khi nhận mão gai. Dù chị ấy không thấy gì lạ bên ngoài và cũng không hiểu nguyên nhân, nhưng chị cảm thấy tôi đã ở trong một tình trạng thiêng liêng đặc biệt. Ngày hôm sau thì vùng trán và vùng thái dương của tôi bị sưng lên và tôi đau khủng khiếp. Cơn đau và sự sưng tấy thường trở lại và có những lúc kéo dài vài ngày và vài đêm. Tôi không kể rằng có máu ở trên đầu tôi cho đến khi người bạn của tôi bảo tôi hãy bọc đầu mình trong một cái khăn sạch vì máu nhỏ ra thành từng giọt. Tôi cứ để cho người ta nghĩ gì thì nghĩ, còn tôi luôn đội khăn để giấu những vết máu ở trên đầu. Tôi tiếp tục thận trọng sau khi vào tu viện, nơi chỉ có một người biết đầu tôi chảy máu và chị ấy không bao giờ tiết lộ bí mật của tôi. Kính thưa quý vị và anh chị em, vào năm 1811, Anna buộc phải rời tu viện cùng với các nữ tu khác khi nhà vua buộc phải đóng cửa các tu viện trong thời kỳ ông làm vua. 4 năm trước khi xảy ra việc đóng cửa thì chị Anna về nhà thăm gia đình ở vùng Lamske. Một ngày kia, chị quỳ cầu nguyện lâu giờ trước thánh giá Chúa tại nhà thờ thánh Lambert. Chị Anna xin Chúa Giêsu cho chị được thông phần với cuộc khổ nạn Chúa Giêsu Kitô như một sự hy sinh để cầu nguyện cho tu viện của chị. Từ đó trở đi, chị bắt đầu cảm nghiệm những sự đau đớn khủng khiếp ở hai bàn tay, hai bàn chân và cạnh nương lông. Đây là hồng ân mà Chúa Giêsu đã ban cho chị với những dấu thánh vô hình. Vào ngày 28 tháng 8 năm 1812, lễ kính thánh Augustino, Chúa Giêsu hiện ra với chị trong một thị kiến và in một vết thương hình thánh giá vào vùng ngực của chị ngay trên vị trí của trái tim. Trong cùng năm ấy, vào ngày 29 tháng 12 năm 1812, khoảng 3 giờ chiều, khi chị nằm trên giường trong phòng nhỏ vì đang đau nặng thì chị được xuất thần. Hai cánh tay chị dang ra và chị suy niệm về sự thống khổ của Chúa Giêsu. Chị nài xin Chúa cho chị được hiệp thông phần đau khổ với Chúa. Chị cầu nguyện năm kinh lạy Cha để vinh danh năm vết thương thánh, và chị cảm thấy trái tim mình nóng lên với tình yêu. Rồi chị thấy một luồng ánh sáng chiếu xuống về phía chị. Trong luồng ánh sáng huy hoàng ấy, chị thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh, đấng cứu thế, và những vết thương thánh của Chúa sáng chói như lò lửa đầy ánh sáng. Trái tim chị tràn ngập niềm vui và thống khổ. Khi nhìn thấy những vết thương thánh, chị ao ước chịu đau khổ với Chúa Giêsu và cơn đau mãnh liệt đến với chị. Rồi có 3 tia sáng
giống như các mũi tên có màu đỏ tuôn ra từ đôi bàn tay, đôi bàn chân và cạnh nương lông Chúa Giêsu và chạm vào tay chân và nương lông chị. Khi tỉnh lại thì chị kinh ngạc nhìn thấy máu chảy ra từ đôi bàn tay, chị thấy đau ở đôi bàn chân và cạnh sườn. Một lần kia, có một cô con gái nhỏ của bà chủ nhà vào phòng chị. Khi nhìn thấy hai bàn tay chị chảy máu thì cô bé chạy về kể cho mẹ nghe. Bà chủ nhà lo lắng hỏi chị Anna Katarina xem điều gì xảy ra cho chị. Nhưng chị Anna năn nỉ bà đừng nói về chuyện ấy nữa. Sau khi nhận dấu thánh Chúa Giêsu, chị cảm thấy mọi sự thay đổi trong thể xác của chị. Dường như máu trong người chị tuôn chảy cuồn cuộn đến những vết thương thánh. Chị thường hay nói, không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả dòng máu chảy trong người tôi. Vào năm 1813, chị Anna được khám nghiệm bởi một nhóm y tế và bởi giáo quyền. Việc điều tra kéo dài trong 5 tháng. Nhóm điều tra xét nghiệm rằng chị Anna bình thường về tâm thần. Họ không thể tìm thấy lời giải thích nào cho những vết thương thánh ấy. Kính thưa quý vị và anh chị em, kể từ khi chị nhận được vết thương thánh cho đến khi chết, chị Anna Katarina Emmerich không ăn đồ ăn đặc, nhưng chị sống nhờ mình Thánh Chúa Giêsu mà thôi. Thật sự, khi chị cố gắng ăn hay uống gì, chị bị phản ứng dữ dội và chị ói mửa ngay sau khi ăn một món ăn nào đó, ngay cả khi chị chỉ húp nước súp mà thôi. Vì thế, chị chỉ có thể rước mình Thánh Chúa để làm lương thực duy nhất. Vào năm 1819, một lần nữa, chị bị các giới chức chính quyền điều tra. Chị bị đưa đến một căn nhà của chính quyền ở một vùng quê và bị cách ly khỏi những người thân quen. Họ đặt cho chị một cái tên là người giả dối. Chị bị giam cầm trong 3 tuần lễ và nhân viên của chính quyền quan sát chị trong suốt 24 tiếng đồng hồ và 7 ngày trong tuần. Họ trực làm nhiều ca, mỗi ca là 6 tiếng đồng hồ để theo dõi mọi cử động của chị. Dù vậy, chị vẫn không ăn được gì và vẫn chảy máu từ những vết thương thánh. Chị cứ cầu nguyện để những vết thương đừng chảy máu, vì như vậy thì họ sẽ sớm thả chị về. Sau 3 tuần theo dõi cách chặt chẽ, người ta thất vọng nên gửi chị về nhà của chị ở Truman. Hai người trong số những kẻ canh giữ chị đã thông cảm hoàn cảnh của chị. Trong những năm sống cuối cùng, chị không thể ngủ được. Các bác sĩ làm chứng rằng có một phép lạ đã xảy ra. Đã có nhiều người tốt sẵn sàng cho phép chị sống trong căn nhà của họ. Chị nằm liệt giường cho đến khi chết. Thiên Chúa đã tuyển chọn linh hồn ưu tuyển này để trở nên một linh hồn nạn nhân của Ngài. Chị đã tự nguyện chịu đau khổ và hy sinh nhiều để như là một phương thức đền tội và đền tạ cho các linh hồn đang sống trong tội lỗi. Bởi vì vết thương thánh của chị mà chị gặp nhiều trở ngại và khó khăn, chị Anna đã khấn xin Chúa lấy đi những vết thương thánh, và một lời cầu nguyện của chị được Chúa nhận lời, ít là một phần, bắt đầu từ năm 1819. Trong suốt 7 năm sau đó, những vết thương của chị trở nên bớt hữu hình cho đến cuối cùng. Những vết thương biến đi, trừ một số trường hợp đặc biệt hay vào những ngày lễ kính của giáo hội, thì những vết thương mới tái xuất hiện và tiếp tục chảy máu, thường là vào mùa chay, đặc biệt là vào mỗi thứ sáu tuần thánh. Có những trường hợp mà những vết thương của chị Anna Katarina Emmerich xuất hiện và chảy máu rất nhiều, kể cả một số ngày thứ năm tuần thánh và một số ngày thứ sáu ngoài mùa chay. Tuy nhiên, chị luôn có những vết thương thánh, cho dù vô hình, nhưng vẫn làm cho chị đau đớn vô cùng. Hoan Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Hoan Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.